Cũng trong sáng ngày 28 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Thương Trẻ Thơ đã tổ chức trao quà Tết cho 115 trẻ mồ côi do COVID-19. Quỹ Thương Trẻ Thơ, Hội Bất Động Sản Du lịch Việt Nam phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ Thập Đỏ các quận 4, quận 7, quận 8, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và thành phố Thủ Đức đã tổ chức trao quà Tết cho 115 trẻ mồ côi do COVID-19. Mỗi phần quà bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà Tết. Tổng kinh phí cho chương trình là hơn 300 triệu đồng. Từ khi mẹ con mất thì các địa phương thì cũng hàng tháng cũng có hỗ trợ để giúp tiền học, tiền này, tiền kia. Nhưng mà tới đây con rất là vui và con rất là xúc động khi được tài trợ để lấy số tiền đó gửi về cho ba, để giúp gia đình. Con sẽ có quyết tâm là học thật giỏi để cô chú không phụ lòng vì đã giúp đỡ con. Có nhiều hoàn cảnh của các em thấy rất là thương. Mỗi người có thêm một chút sức lực của mình để cùng nhau làm cho các bé được hạnh phúc hơn. Trong 2 năm qua, Quỹ Thương Trẻ Thơ đã hỗ trợ được hơn 2.000 trẻ em mồ côi do COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh bằng tiền mặt và nhiều hình thức khác để các em được chăm sóc y tế, khám chữa bệnh, có đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ phục vụ học tập. Mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chương trình Cây Mùa Xuân Thắp Sáng Lòng Nhân Ái lần thứ 23. Đây là hoạt động chăm lo Tết cho người yếu thế do Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi thành phố tổ chức. Chương trình Cây Mùa Xuân Thắp Sáng Lòng Nhân Ái mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 được Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thường niên nhằm góp phần chăm lo cho người yếu thế có thêm điều kiện vui xuân đón Tết. Năm nay, chương trình tổ chức trao quà và tiền mặt trực tiếp cho hơn 1.500 người khuyết tật và trẻ mồ côi với nguồn kinh phí 1,6 tỷ đồng được huy động từ các tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm trong cộng đồng. Thưa quý vị, vào ngày 28 tháng 1, Ban chỉ đạo cuộc vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện Tết Nhân Ái nhằm đảm bảo cung cấp nguồn máu ứng trực phục vụ cho cấp cứu trong các bệnh viện dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Chương trình thu hút sự tham gia của trên 200 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và tình nguyện viên các sở ban ngành đoàn thể tỉnh Hà Giang. Các tình nguyện viên được khám sàng lọc, xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu. Kết thúc chương trình, ban vận động đã tiếp nhận được gần 30 đơn vị máu. Đây là hoạt động thường niên của ban vận động hiến máu tỉnh Hà Giang và Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh nhằm lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng phong trào hiến máu nhân đạo, đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp cứu và điều trị trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Chương trình cũng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của mọi người đối với xã hội. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vào ngày 28 tháng 1, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội khai mạc các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2024 với chủ đề Tết Việt, Tết Phố với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc. Chuỗi hoạt động văn hóa Tết Việt, Tết Phố 2024 tập trung giới thiệu với nhân dân du khách về không gian, nếp sống sinh hoạt đón Tết truyền thống của người Hà Nội, không gian Tết cổ truyền vùng Đồng bằng Bắc Bộ, tổ chức các hoạt động trải nghiệm các nét văn hóa dân gian như phỏng dựng các nghi lễ truyền thống như đoàn rước dâng lễ cửa đình, lễ cáo yết thành hoàng và cúng tổ nghề, lễ dựng cây nêu, tục xin chữ. Bên cạnh đó còn có các hoạt động giao lưu giới thiệu các sản phẩm làng nghề nhân dịp Tết truyền thống, biểu diễn các loại hình nghệ thuật đặc sắc. Chương trình Tết Việt, Tết Phố 2024 năm nay có sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu từ khắp các vùng miền. Đây là hoạt động thường niên với mục đích bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh khu phố cổ Hà Nội nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung tới đông đảo nhân dân và du khách. Thưa quý vị, nhắc tới công nhân môi trường, chúng ta nghĩ ngay đến những người thu gom, dọn dẹp vệ sinh, làm sạch đẹp phố phường. Nhưng hiện nay họ còn có vai trò quan trọng khác khi tham gia mô hình công nhân môi trường, chiến sĩ tuần tra, góp phần tích cực trong giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Thời gian gần đây, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, chị Nguyễn Thị Hồng cùng 12 thành viên trong tổ đã chủ động phát hiện và cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị về hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật cho cơ quan chức năng. Khi có cái mô hình công nhân môi trường chiến sĩ tuần tra thì chúng tôi đi làm thì lại có thêm một nhiệm vụ nữa là
thường là lại có để ý những cái sự việc khác ở xung quanh chúng tôi khi đi làm. Hiện thành phố Thanh Hóa có 31 tổ công nhân tuần tra với trên 400 thành viên là công nhân thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa và Hợp tác xã Dịch vụ Vệ sinh Môi trường Tân Sơn. Để tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để mở các cái lớp tập huấn về nghiệp vụ, pháp luật cho công nhân môi trường, đặc biệt là cập nhật thường xuyên về cái phương thức thủ đoạn của các đối tượng hoạt động phạm tội để nâng cao cái ý thức cảnh giác mà nhận diện về vấn đề tội phạm. Trong quá trình thực hiện mô hình, lực lượng công an đã lập các nhóm trực tuyến để việc nắm bắt cung cấp thông tin được thuận lợi. Thông qua đó, hàng nghìn tin báo đã được cung cấp giúp lực lượng công an xác minh làm rõ hàng trăm vụ việc và đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.